Chơi với con á hả? Dạ. À, ơi. Ăn xong ngồi coi tivi nãy giờ nè. Bữa nay ăn giỏi lắm mấy bà nội. Ăn nửa chén cháo luôn. Rồi ăn một cái giải nè. Bà nội cho uống sữa nữa nè. Ăn giỏi hả con? Thế nè. Em hai đâu con? Chúc anh hai đi. Giật mình, em giật mình. Tránh ra cho em coi nữa kìa. Em đứng xích ra. Giờ đi tắm ha. Cái mát mẻ nè, chưa nóng nực quá. Đây ngồi ngồi tivi nãy giờ đó mẹ, nghe nhạc mà.